giới thiệu với mọi người, đây là một cái chậu, chậu này là chậu cây nha đam nhé. Đây, đây có những cái cây nha đam nó rất lớn. Cây này còn gọi là cây lô hồi, tên tiếng Anh của nó là Alophocera, chẳng nữ nữa. Ở đây thì là cây rau ngọt nhưng mà nó đã bị mốc này. Còn đây là những cái nhánh nha đam, à nhánh này nó đang ra hoa này. Đây hoa nha đam đây, mọi người thấy không? Đó. Cây nha đam này thì hoa nó thì mọc ở nơi cả cái nách lá. Đây mọc trong từng nách á. Cả cái nách lá và hoa nó mọc cao mà khi nó mọc thì mọc một cái vòi dài. Dài lắm. Dài và cao nữa chứ. Sau đó thì nó mới ra hoa. Cây chậu nha đam này có rất nhiều cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là những cái cây nha đam con. Đây là cây nha đam mà đã bị bỏ và cắt. Đây cây nha đam con đang lên mình. Đây, chậu nha đam này. Cũng con chưa chậu nó đang ăn ở đây này. Đó, thấy chưa? Thấy con chưa chậu chưa? Con chưa chậu con nha đam. Bên cạnh cái cây nha đam là một cái cây thân tai. Đây. Cây thân tai đây. Đó. Và đây cây nha đam này. Cây nha đam này nó rất lớn nhé. Cây nha đam này có cây gái này. Cây gái tua này. Đó. Này. Có cây gái, cái gái của nó. Có cây gái này. Rất chi là đau. Nó đâm rất chi là đau nhá. Đó. Quá. Các cái chậu nha đam rất dễ thương đúng không? Những cái chậu này thì chưa ra hoa. Chưa đủ tuổi để ra hoa. Đó. Đây là cái vòng ngọt này. Chậu rất chi là đẹp.